bà Hà Thị Cầu, tên thật là Hà Thị Năm, sinh năm 1917 tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, trong một gia đình ba đời hát sẩm. Cha mất sớm, bà cùng mẹ về sinh sống tại thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà sống cùng người con gái út. Các con của bà vì chán ghét cái cảnh nghèo hèn mà bỏ đi làm ăn xa. Con gái chỉ biết khóc vì thương mẹ, chăm chút cho mẹ trong từng bữa ăn những ngày cuối đời.